Trước mặt là chiếc máy bay sẽ chở mình qua Hồng Kông của hãng Cathay Pacific đang đậu trước mặt, và đường ống sẽ được dẫn vào cái cửa máy bay để mọi người có thể đi lên. Rất là to vậy, thấy không? Một người đứng dưới cánh cửa nè, đứng dưới cái máy nè. Đây, cái cửa đó sẽ được di chuyển đến ngay cửa. Giờ đang là 6 giờ rưỡi sáng quý vị ơi. Giờ ăn sáng uống đi cà phê cái rồi mình sẽ ra phi trường. Thì lịch trình thì khoảng chừng 11 giờ 15 thì bay. Thì khoảng chừng 8 giờ mình ra phi trường, thì khoảng 8 rưỡi mình tới là được rồi. Check in là vừa rồi. Rồi mình vô đây mình ăn quán hủ tiếu này nha. Hủ tiếu Tàu lần mấy bữa ngày trước, ngày đầu tiên mình về mình ghé thì mình ăn ở quán này, thì giờ mình cũng ăn ở đây. Coi như sáng ăn cái này ngon lắm. Đó. Vô. Rồi mình chuẩn bị mình ra phi trường đây quý vị ơi. Có cái thùng đồ à. Giờ ra phi trường để mà check in này kia là đi sớm hơn chút để nó đủ thời gian. Mấy giờ mới? 8 giờ. 8 giờ 10 rồi. Tắt. Vô luôn. Mấy giờ vô không? 8 giờ 10 rồi. Ừ. Hầu như là ai đa số ai cũng đeo khẩu trang ở trong sân bay hết quý vị, đa số số nhiều. Đang cái mùa dịch đó, đang mình đang ở trong sân bay phi trường Tân Sơn Nhất. Hãng Cathay Pacific nè. Đang đứng chờ cái line rất là dài phải không? Nếu dụ mà mình vô trễ á là hồi nữa là mình có thể bị trễ máy bay, tại vì còn kiểm tra hành lý nữa. Chào quý vị, mình đã qua hết tất cả mọi khâu kiểm tra về an ninh và tất cả mọi thứ, và mình đang ở phía bên trong sân bay của Tân Sơn Nhất, và mình đang đi đến ngay cái cổng để mình chờ lên máy bay và mình bay qua Hồng Kông. Thì mọi chuyện hầu như là nó diễn ra một cách suôn sẻ, không có vấn đề gì hết ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất vào thời gian này ha. Không có vấn đề gì cả, bình thường. Chỉ có khác một điều là tất cả mọi người đa số là đều đeo khẩu trang, để từ nhà hành khách cho đến nhân viên kiểm soát vé, và kể cả những anh hải quan sân bay phi trường đều đeo khẩu trang hết, chỉ vậy thôi. Và có một cái câu hỏi nó hơi khác một chút xíu là
trong những cái lần trước mình đi thì họ có hỏi là một câu là trong vòng 2 tuần mình có rời khỏi nước Việt Nam hay không ha, chỉ có một câu hỏi đó thôi. Thì mình nói là không, mình không có đi đâu hết á. Thì khi là cái câu hỏi đó là của nhân viên kiểm soát vé ha, kiểm soát vé của hãng bay Cathay á, câu hỏi thì mình nghĩ có lẽ là muốn chắc chắn là mình có rời khỏi nước Việt Nam hay không trong thời gian mà bị dịch á. Nhiều khi mình đi Trung Quốc hay đi này đi kia mất công. Thì đây là bên trong phi trường họ bán đồ rất là nhiều, có thể mua tất cả mọi thứ để đem đi một cách hợp pháp, kể cả thuốc lá, rượu, muốn mua gì cũng được hết. Và mình sẽ đi đến cái cửa số 16, thì trên vé nó ghi là số 16, cái gây số 16 thì mình sẽ đi qua đây. Đây là số 15 và số 16, thì mình sẽ đi qua hướng này. Số 15 là trước mặt mình kìa. À, số 16 là đang nằm phía sau. Thì mình vô được trong đây là khỏe rồi quý vị. Có thể mình mua nước uống nè. À, kìa, số 16 đằng kia. Đấy. Và cứ ngồi chờ cho đến khi tới giờ bay là mình bay thôi. Để coi có gì uống không. À, xuống dưới kia mua nước suối đi. Mình vẫn còn vài đồng tiền Việt Nam, xài cho hết. Bạn thấy phía trước là máy bay nè. Hầu như là không có vấn đề gì xảy ra nha. Mọi người đừng có hoang mang lắm. Thì tại ngay phi trường Tân Sơn Nhất thôi. Còn những cái phi trường của những quốc gia khác mình chưa biết, thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi nha. Mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Bây giờ cho anh cho anh chai nước suối đi. Có bán bóp nè, có bán bóp nè. 45.000 một chai nước suối nha quý vị. Bây giờ mình đang ở Tân Sơn Nhất, thì một 2 tiếng nữa mình sẽ đáp xuống Hồng Kông. Thì sau đó mình sẽ quá cảnh với Hồng Kông và mình sẽ đi đến ngay máy bay Hồng Kông để mà mình tiếp tục cất cánh mình bay về Boston. Thì không biết là bên Hồng Kông thì họ như thế nào, nhưng mà bên Tân Sơn Nhất thì nãy giờ mình chia sẻ là không có vấn đề gì hết, mọi thứ bình thường. Trước mặt là chiếc máy bay sẽ chở mình qua Hồng Kông của hãng Cathay Pacific đang đậu trước mặt, và đường ống sẽ được dẫn vào cái cửa máy bay để mọi người có thể đi lên. Rất là
to vậy, thấy không? Một người đứng dưới cánh cửa nè, đứng dưới cái máy nè. Đây, cái cửa đó sẽ được di chuyển đến ngay cửa khoang hành khoang khách đi lên của máy bay. Thật sự thì cái phi trường lúc này nó cũng không đông lắm quý vị, nó cũng bình thường thôi, cũng như mọi ngày. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, nó không phải là đông đông gì hết, tại vì người ta đứng chờ, người ta đứng chờ guideline nó hơi lâu thôi, chứ thực ra phi trường nó không có đông, cũng vậy à. Thì mọi người cũng bình thường, không có vấn đề xảy ra. Mọi người đừng có qua, đừng có lo lắng nhiều nha. Rồi bây giờ mình qua Hồng Kông rồi, mình tiếp tục mình review tiếp, mình coi cái tình hình nó xảy ra như thế nào tới bên Hồng Kông, và sau đó là về tới Mỹ, Boston nó như thế nào ha quý vị ha. Chờ tới những clip tiếp theo của Bầu Trời Cali nha. Mình đang ngồi chờ để mà đến giờ để mình vô trong máy bay và tiếp tục mình bay thôi. Tạm biệt mọi người ở Việt Nam, tạm biệt tất cả những ai yêu mến mình đang ở Việt Nam. Và mình sẽ quay lại vào một thời gian sớm nhất để mình thăm quê hương và mình có thể mình quay clip cho quý vị xem tiếp nha. Bye bye. Nhớ đón chờ tiếp theo những clip tiếp theo nha.